làm từ thiện, một khi đã quen nhà khoe xe, khoe là mình giàu có, hãy sống sao cho đẹp, sống sao cho đẹp, chơi cái trò hô hào quyên góp, mượn hoa thơm cúng Phật. Đến khi bị phát hiện lại giật mình thon thót, giật mình thon thót, đưa tài khoản cá nhân lên trên mạng xã hội, rồi hô hào quyên góp mục đích để kiếm tiền, để kiếm tiền, kiếm được 200 tỷ vội trả nợ ngân hàng, làm cuốn sổ tiết kiệm tậu một con xe sang, con xe sang, sáng thì đi đánh bạc chiều lại báo con lô, làm từ thiện 10 triệu còn bao nhiêu đớp hết, bao nhiêu đớp hết, ngày mai không có xô cầu trời cho mưa lũ, lại hô hào quyên góp mua một ít bánh kẹo, một ít bánh kẹo, rồi hắn một cọc 500 phát cho bà con nghèo, vừa phát vừa live stream diễn cái trò con mèo, trò con mèo, toàn thằng tí con tèo mang cái danh nghệ sĩ, mồm thì nói đạo lý nhưng lại rất lươn lẹo, lại rất lươn lẹo. Tôi từ thiện bằng cái tâm, tôi từ thiện bằng cái tâm, từ thiện bằng cái tâm thì đưa sắp kê đây, tôi từ thiện bằng cái tâm, tôi từ thiện bằng cái tâm, từ thiện bằng cái tâm thì đưa sắp kê đây, tôi từ thiện bằng cái tâm, tôi từ thiện bằng cái tâm, từ thiện bằng cái tâm thì đưa sắp kê đây, tôi từ thiện bằng cái tâm, tôi từ thiện bằng cái tâm, từ thiện bằng cái tâm. Tôi từ thiện bằng cái tâm, tôi từ thiện bằng cái tâm.